14 điều trong giao tiếp giúp bạn chinh phục cả thiên hạ. 1. Có thể cười nhạo bạn bè, nhưng đừng cười nhạo thứ mà người đó thích. 2. Cả hai bên cùng vui vẻ mới gọi là đùa, ngược lại thì là bắt nạt. 3. Lúc bạn cùng phòng nghỉ ngơi, đừng lớn tiếng làm ồn. 4. Người ta có thể tự chê bản thân, nhưng bạn đừng bao giờ hụt theo. 5. Đừng lúc nào cũng cố tỏ ra bản thân tài giỏi, bạn mãi chẳng hiểu được người đối diện lợi hại nhường nào đâu. 6. Học cách từ chối. Có nhiều lúc, làm người tốt mãi lại chẳng được hoan nghênh. 7. Mượn đồ của người khác, nhất định phải chủ động trả lại. 8. Một khi đã nói ra bí mật với người thứ hai, chắc chắn có ngày nó đến tai tất cả mọi người. 9. Lúc tán gẫu, đừng chỉ nói chuyện của mình, nghe vài câu của người khác nữa đi. 10. Lúc trèo lên cao, hãy đối xử tốt với mọi người một chút, bởi lúc bạn xuống dốc, cũng gặp lại họ mà. 11. Khi bạn cảm thấy người khác có được thứ mà bạn không có, đừng ghen tị, bởi một là người ta cố gắng mới đạt được, hai là bởi trời sinh. 12. Đừng lúc nào cũng kể khổ với người khác, chẳng nhiều người thích nghe đâu. 13. Nên giữ khoảng cách với người khác khi họ có người yêu. 14. Đi ăn uống đừng nói tùy, gì cũng được. Không biết nên chọn gì thì có thể nói, tôi nghe theo bạn hết đó.